đếm màu cho mọi người xem này. Đây là màu vàng cả màu cam nhá. Màu vàng, màu cam này. Màu vàng cả màu cam này. Tiền ship thì anh cứ đánh chữ tra Google lên mới cả về 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 Hưng Yên này, tra Google xe tìm cước xe về Hưng Yên ấy, 20.000 một cây số, anh cứ đánh chứ về Mạo Khê Đông Triều Quảng Ninh mới cả Văn Giang Hưng Yên là ra tìm cây ngay, có gì đâu. Tìm cước xe ngay. Vàng với cam này. Hai màu này. Màu hồng là ba màu này. Màu hồng là ba màu này. Màu đỏ này. Màu đỏ là bốn màu này. Màu sakura, màu sakura là năm màu. Dịch rẻ không em? Ui dồi ôi, dịch năm nay em bán hàng đắt hàng hơn là không dịch. Riêng cái mặt hàng gì thì em không biết, nhưng còn ngạch cây cối của em ấy, hàng của mặt hàng hoa cây cảnh của em là dịch bán đắt hàng cái kinh khủng luôn. Người ta ở nhà người ta chống dịch, người ta có thời gian để chăm cây cối mà người ta sống chậm lại ấy, người ta yêu thích thiên nhiên hơn. Từ gần năm dịch, từ năm bắt đầu sớm dịch đến bây giờ em bán hàng đắt hàng cách kinh khủng luôn. Cây cối này em thấy dịch là các bác ấy mua nhiều hơn là không dịch luôn đấy ạ. Cái này 6,5 củ nhá mọi người nhá, 6,5 củ hành đấy. Ai quan tâm thì qua Zalo, số điện thoại của em là 0969162214. Cây này tán to đẹp xuất sắc luôn. Đấy, tán to đẹp xuất sắc mà đủ 5 màu luôn nhá. Ai quan tâm thì qua Zalo cho em, qua Zalo số điện thoại của em là 0969162214 ạ. Cây nào nó cũng to cũng đẹp. Cây tiếp theo đây ạ. Ship tận nơi không chị? Có nhá bạn Minh Ngọc, Ngọc Minh Châu nhá, mình nhận ship tận nơi và lái xe nhà mình sẽ hỗ trợ xuống cây. Như cây này là lái xe nhà mình sẽ hỗ trợ xuống cây kéo tận sân luôn. Chứ không phải là nói chung là làm với trách nhiệm. Lái xe bạn sẽ mang các dụng cụ đi để kéo cho mọi người thích đặt ở đâu là sẽ kéo và đặt tận cái chỗ đấy cho mọi người luôn. Em ở Long Hưng Văn Giang ạ, em ở Long Hưng Văn Giang. Cây đẹp xuất sắc luôn này. Cây đẹp xuất sắc này. Ai quan tâm thì qua Zalo, số điện thoại của em là 0969162214 giúp em nhá. Cây lùn, cây lùn thì tán nó sẽ rất là to. Đây này, một em lùn này này, tán nó rất là to này. Đấy, em này em lùn này, tán nó cũng rất là to nhưng bởi vì nó bị vướng. Không có chỗ nào để quay để mà nó toát cái vẻ đẹp của nó. Không có chỗ nào để quay để toát lên vẻ đẹp của nó. Cây bao tiền? Ship về Thái Bình không em? Em ship toàn quốc nhà anh Đào Trường nhá. 6,5 củ một cây em ship toàn quốc. Ai quan tâm thì qua Zalo. Ai quan tâm thì qua Zalo, số điện thoại của em là 0969162214 ạ. Ai quan tâm thì qua Zalo, số điện thoại của em là 0969162214 giúp em nhá. 0969162214 giúp em. Cây rất là đẹp luôn. Đấy. Bác nào mà thích màu cam thì có cây này nguyên cam luôn này. Bác nào mà thích màu cam, thích sặc sỡ, thích tắc kè hoa thì riêng cây này là một cây tắc kè hoa mà chỉ có màu cam này. Đấy. Em lấy cây 6,5 củ cho em Bến Tre không em lấy. Có xe về Bến Tre nhưng tiền cước về Bến Tre khá là cao rồi. Cây này mà tiền cước về Bến Tre nó phải vào 3 triệu tiền cước. Cây này nếu mà đi về Bến Tre nó phải vào khoảng 3 triệu tiền cước. Bởi vì cây nó rất là to, một mình nó chiếm một khoang xe tải rồi. Một mình nó chiếm một khoang xe tải rồi. Bạn nào lấy thì mình lại phải ghép xe ra các bạn cơ. Nếu mà các bạn tận Bến Tre hoặc là tận Sài Gòn hoặc tận Đồng Nai hoặc tận Long An các thứ đấy, các khu vực miền trong ấy, mà muốn mua cây này thì cước xe nó khá là cao. Bởi vì là một mình nó một khoang xe rồi. Một mình nó nằm một khoang xe mà một xe tải Bắc Nam bây giờ là khoảng 20-22 triệu. 22 triệu một xe. Tiền cước xe vào trong Nam nó cao lắm. Cây này là cây đẹp này. Cây lùn lùn này, cây đẹp này. Bác nào mua cây này chốt đơn cho ảnh màn hình này. Thái Thụy Thái Bình khoảng một củ tiền cước ạ. Một củ tiền cước. Đây này, cây này đẹp xuất sắc này. Cây này tán to tròn mà cao 2,5 m này. Ai quan tâm thì inbox cái này cho em, số điện thoại là 0969162214 này. Cây này cực kỳ xuất sắc luôn đấy ạ. Cây cực kỳ xuất sắc luôn. Những năm tháng ấy mình đã đi qua, những đôi mắt ấy
Ê, cái này là cây cây tán to tròn này. Có hai cây tán tròn mà nó lùn nhá. Hai cây lùn nó cao cây khoảng 2 mét rưỡi thôi. Đây là hai cây này, là hai cây lùn này. Vừa nãy một cây lùn nhá, bây giờ là một cây này lùn nữa này. Cây này đẹp dã man, tán độ rủ tán nó sâu. Để tìm được một cây mà cái lô cây mà cái tán nó rủ sâu nó đẹp như lô này ấy, gần như là ở Văn Giang chỉ có mỗi vườn này thôi. Mỗi vườn này có cây tán to mà rủ sâu như này. Bác nào mua thì inbox vào Zalo số điện thoại của em là 096